Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là chân sạc của điện thoại Huawei Nexus 6B. Qua thời gian thì việc chân sạc bị lỗi hỏng là điều khó tránh khỏi. Hiện tại di động Quangcấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Huawei Nexus 6B nói chung và phần chân sạc của Huawei Nexus 6B nói riêng thay mới vì các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động Quangcấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa cũng được kiện đến với di động Quangcấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship chân sạc Huawei Nexus 6B đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn thanh toán tiền, mới phải thanh toán tiền bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc trên điện thoại Huawei Nexus 6B, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động Quangcấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại Huawei Nexus 6B hàng đầu hiện nay.